Sau 2 ngày nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thương, 40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, 17 năm tù giam về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tăng trữ trái phép chất ma túy. Triệu Văn Đức, 31 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng, 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng do bản thân sử dụng ma túy và cần tiền tiếp tục mua ma túy về sử dụng, Thương và Đức đã nảy sinh ý định mua ma túy loại heroin về cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời. Ngày 22 tháng 7 2022, Thương đón xe khách đi từ phòng trọ tại thành phố Đồng Xoài lên thành phố Hồ Chí Minh mua 10 triệu đồng ma túy, sau đó về chia thành nhiều cục heroin nhỏ cất giấu ở nhiều vị trí trong phòng. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 2022, Đức từ phòng trọ của mình tại phường Tiến Thành gọi điện thoại cho Thương hỏi mua 3,5 triệu đồng heroin thì Thương đồng ý và hẹn gặp tại phòng trọ của Thương. Khoảng 10 phút sau, Đức đến phòng trọ của Thương nhận heroin, trả tiền rồi mang về phòng trọ sử dụng hết một phần nhỏ. Phần còn lại, Đức chia nhỏ ra để sử dụng dần và bán kiếm lời. Tính khoảng 14 giờ cùng ngày, một con nghiện đến phòng trọ của Đức mua ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của thương cơ quan công an giữ là 73,292 gram và hơn 3,7 gram nhựa thuốc viện. Tại nơi ở của Đức thu giữ được hơn 2,024 gam heroin. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.